Honda vẫn có sản xuất xe đạp nha mọi người, và xe đạp trợ lực. Đây là dòng xe đạp trợ lực đầu tiên của Honda. Hello cả nhà, xin chào đến với kênh xe đạp số Thiện Nguyễn. Hôm nay để đổi không khí, mình xen kẽ mình giới thiệu với một em mọi người một em trợ lực nha, trợ lực gấp. Thì xuyên suốt mình vẫn là xe đạp đùm số nha mọi người. Em này là đùm 3 số. Thì thương hiệu bây giờ xu thế sắp tới là xe trợ lực ha, xe trợ lực với lại xe điện, xe máy điện. Thì thật ra cái dòng trợ lực nó đã có cách đây hơn 20 năm. Trước 20 năm người ta cũng đã sản xuất những xe trợ lực mà cũng rất là chất lượng nha mọi người. Thì em này là thương hiệu Honda, Honda Raccoon. Đó, thì bạn biết Honda là nổi tiếng ở Việt Nam là nó xe Honda, xe Honda là xe gắn máy hai bánh rồi. Thương hiệu Honda nó đã đi vô tiềm thức của mọi người đi xe gắn máy rồi. Thì đối với hãng Honda là nó đã có cái tuổi đời nó trên 100 năm rồi mọi người. Nó sản xuất lúc đầu là máy may đó, rồi mới từ xe gắn máy. Và bây giờ nó tiến bộ, nó sản xuất xe hơi. Và thậm chí là nó sản xuất cả máy bay, robot luôn rồi mọi người. Thì đặc biệt là Honda vẫn có sản xuất xe đạp nha mọi người, và xe đạp trợ lực. Đây là dòng xe đạp trợ lực đầu tiên của Honda. Nó sản xuất năm 1998-99. Đó, 98-99 cái dòng của nó gọi là Honda Raccoon Combo. Đó, sườn full nhôm luôn. Và em này nó có điểm đặc biệt độc đáo như thế nào thì mình cùng mọi người bắt đầu khám phá nha. Nào, let's go. Rồi bắt đầu mình vô tổng thể mọi người, bạn thấy không, cái sườn nó nhôm đúc luôn. Và sườn nhôm ha, nhôm hình chữ Y, ngay trước ngay sau bắn hình chữ Y lên. Đó, màu đen. Cái dòng này nhiều màu mọi người, có màu đen, màu xanh, màu đỏ và màu trắng nữa. Mình có một em màu trắng cũng khá mới ha, mình giới thiệu em này trước để cùng chia sẻ mọi người nha. Sườn nó là full nhôm. Thì anh đi đâu với cái gấp là cái gấp mà bằng thép mà mạ chrome luôn, rất là sang trọng ha. Và cái ghi đông mô tăng nó dính liền hình chữ T luôn, cũng mạ chrome. Và có quyền của nó là có quyền nhôm, dò dĩa nhôm. Đó, bánh của em này là bánh 18 inch full nhôm ha. Niền nhôm. Đó, đùm trước là đùm Nhật luôn, đùm nhỏ ha, đùm sau là đùm 3 số. À, bạn biết ra số đời đầu mà trước năm 2000 á là cái sang số cái ti nó nằm ở bên đối diện với lip mọi người. Còn đời sau này nó nằm bên lip đó. Và tay dặn em này là tay dặn zin theo xe luôn ha, của Shimano Nesset. Dòng đời này là chưa có Shimano Nesset luôn, nó là chỉ là Shimano thôi đó. Thì khi mà nói tới xe trợ lực thì mình phải nói tới động cơ đó. Và động cơ em nó là động cơ chổi than mà, hồi xưa là động cơ có chổi than thì ưu điểm nó giống như cái máy khoan á, vậy nó mạnh hơn. Nhưng mà chổi than mình xài lâu nó mòn, mình phải thay. Và khi nói tới động cơ á, thì mình cũng không thể quên nói tới pin. Pin nó là đời đầu, cách nay thằng này sản xuất năm 98-99 mọi người, là 25 năm rồi. Cho nên pin nó là pin Nikken CD thôi. Thì cái thông số pin của nó, pin nó là chỉ có 24V và chỉ có 3 ampere giờ. Đó, cho nên nhà sản xuất nó nói là chạy được 15 cây. Thì cái nhu cầu lúc đó là xe bên Nhật á, là xe đạp có nhu cầu đô thị ha, chạy trong đô thị gọn gàng và để lên những cái đồi dốc mà, và có nhu cầu phải gọn nhẹ nữa, để lòn lách những cái con hẻm và bỏ trong gấp lại để trong cái cốp ô tô. Cho nên từ nhu cầu đó mà người ta sản xuất ra cái dòng Honda này. Và đến bây giờ bạn biết những xe đạp gấp và trợ lực
cũng rất là phát triển rồi, theo xu thế cái kỷ nguyên ô tô và những cái tuyến metro xe điện thì gấp lại ha, gấp lại những người mà có sức khỏe, có thể thao nhiều thì người ta chỉ cần xe đạp gấp nhẹ người ta đạp thôi, còn những người mà cần phải trợ lực hỗ trợ thì đi xe đạp trợ lực. Thì cái thời đó mà cái dòng xe này cái trọng lượng của nó là dưới 20 kg, cũng là gọi là siêu nhẹ lúc đó rồi. Bây giờ những xe trợ lực có những chiếc nó trên 20 kg, 30 kg luôn rồi, còn những chiếc xe mà gọi siêu nhẹ lắm thì nó mới dưới 20 kg ha, có thể 15 kg gì đó, cũng rất là hiếm. Còn chất liệu bằng carbon thì nó mới nhẹ được như vậy. Thì từ nhu cầu đó mà nó có một vấn đề nữa là 10 năm trước mình cũng có sắm chiếc xe này màu xanh, và mình lây hoay về cái vấn đề pin đó, lây hoay vấn đề pin là mình lúc đó nó xài pin nickel mọi người, là 24V, nó là 20 cục pin C á, pin C là cái pin nhỏ pin trung á, nén là 20 cục nó ra được 24V mà có 3A thôi. Mình cũng thời đó đóng pin rất là mắc tiền ha, mình nhớ đóng cục pin đó gần 2 triệu bạc. Và thời đó cách đây 10 năm á, và mình làm một cái pin dự phòng. Cuối cùng mình đạp được có 5-10 cây số là hết pin này. Cho nên cái vấn đề pin nó cũng quan trọng. Lý do là sản xuất sau đó nó không sản xuất nữa là vấn đề cái phát triển của pin đi theo với động cơ. Động cơ bây giờ nó cũng cải tiến, những động cơ nhỏ gọn, nhưng mà động cơ thì thời đó của Honda bạn biết rồi, rất là bền, rất là tốt, rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Nhưng mà vấn đề pin thì sau đó một thời gian mình thấy cái pin nó không có phát triển theo, mà khi mà hết pin là tự nhiên xe nó nặng thêm, xe trợ lực mà không còn trợ lực nữa mà không xài pin nữa, nó giá trị nó thua một xe đạp bình thường. Cho đến bây giờ đó, cách từ dịch tới giờ tự nhiên mình nhớ cái dòng này lại, mình đi săn nó và nó phát triển pin. Lúc đó mình có thể đóng từ cái pin nickel thành pin lithium, tức là trọng lượng nó sẽ nhẹ gấp đôi, và cái dung lượng của nó lên có thể 10 Ah, thì mình có thể chạy cái thời gian chạy gấp 3. Ví dụ nhà sản xuất nó chạy 15 km mà pin cũ là chạy 10, cái này mình độ lên pin này, mình nâng cấp, mình đóng pin lại lithium gọn nhẹ và có thể chạy được 20-30 cây số nha mọi người đó. Và động cơ mình test rồi, nó mình đoán động cơ này đó cỡ 250W á, thì vấn đề an toàn thôi. Nó cho trong đô thị những cái nước văn minh phát triển á, thì nó cho xe đạp trợ lực thì tiêu chuẩn nó chạy tối đa là 25 cây số giờ thôi, không cho chạy hơn. Nếu chạy hơn á thì phải đăng ký, phải đóng bảo hiểm, nó thuộc cái dòng khác. Còn những xe Trung Quốc mình dễ dãi, học sinh có thể độ lên tới động cơ gì đâu vậy, 500W, 1000W chạy, như vậy nó không an toàn nha mọi người. Đó, thì này xe này riêng nguyên bản thì chạy đâu đó khoảng 25 cây và nó trợ lực. Khi mà mở lên mà thấy trợ lực nó giúp cho mình lúc mà mình khởi động hoặc mình leo những con dốc, khi mà nó có trớn rồi thì có với hộp số 3 số nữa mình chạy rất là thoải mái. Đó, thì em này có thể gấp gọn lại được ha. Và có những cái dòng nó có ba ga trước này rất là đẹp ha. Còn phần này mình gắn thêm cái dè nữa để đi mưa. Các bạn thấy động cơ gọn đẹp xe ha, tổng thể xe. Rồi mình sẽ biểu diễn gấp chiếc xe lại đơn giản. Xe này chỉ gấp 2 khúc thôi rồi. Và cái chân chống của nó chân chống đứng ha, như xe gắn máy dựng chống đứng lên chắc chắn ha. Chắc chắn và cả bánh sau có thể quay được. Rồi đây mình gấp gọn mọi người. Gấp gọn này chừng 10 giây nè. Bụp cái mình lấy ra. Rồi cặp cái này lại. Cặp này lại là xong. Đây. Đặc biệt này nó chỉ gấp có 2 khúc vậy thôi. Còn mình muốn lấy pin ra thì mình mở khóa này ra ha. Mở ra cái lấy pin gọn gàng thôi. Này, nó có cái này đồ test pin. Đó, mà bây giờ mình đổ pin lên nó hết chính xác là thường là có 5 mức ha. Đây pin cũ của em nó là pin nickel CD. Đó, 20 năm trước ha, 25 năm trước là pin nó vậy thôi. Là bốn nó là 20 cục pin trung trong đây. Nó rất là nặng. Bây giờ mình pin nè mình đã đóng lại rồi. Đó, pin của nó chỉ có 24V và 30 Ah, nhiệt độ lên là 24V. Có thể là trên 90 Ah luôn. Này dung lượng nó vậy thì quãng đường nó đi được có thể gấp đôi gấp ba mà nó nhẹ nữa. Và hồi xưa cái cục sạc nó adapter đây điện 110 cắm vô đây. Còn giờ mình đã độ lên, đã nâng cấp lên. Đóng lại này 220. Đó cái cổng này á, những cái sạc trên Shopee nó bán vài trăm ngàn là mình có thể sạc pin này vô tư ha. Đó, nhẹ gọn. Thì từ khi nó phát triển pin lithium thì những cái dòng xe này nó mới sống lại trỗi dậy để mà sưu tầm ha. Tại vì hãng Honda chất lượng rất là tốt, rất là bền, trong thời gian ít sưu tầm nhưng mà pin nó phải ok. Rồi.
Rồi mình giới thiệu với cả nhà một em Honda Raccoon Combo đến từ thương hiệu Nhật, sản xuất 100% tại Nhật, xe trợ lực sản xuất năm 98-99. Đó, thì em này chiều cao nó linh động rồi, từ 1m6 tới 1m9, 1m8 chạy em này thoải mái ha. Đó, thì em này đã nâng cấp lên pin lithium và quãng đường đi được của nó là khoảng trên 20 cây số rồi ha, đùm 3 số. Đó, thì cái dòng này là dòng đầu tiên của nó. Thì sắp tới mình sẽ giới thiệu một em dòng sau của nó luôn. Sau khi nó thành công cái dòng này thì khoảng 2-3 năm sau, đời 2001, bắt đầu nó sản xuất một cái dòng nữa, xe gọn hơn. Đó, gọn hơn, đẹp hơn, nhẹ hơn và pin dung lượng cao hơn, động cơ mạnh hơn. Nếu video hấp dẫn thì mọi người nhớ cho một like, một share, nhớ comment vô, rồi đăng ký kênh để sắp tới mình sẽ ra một số xe trợ lực hiếm độc lạ, và đặc biệt cái tinh thần của mình xuyên suốt vẫn là xe đạp đường số nha mọi người. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.